Cơ quan an ninh Israel hôm 5 tháng 9 công bố số liệu cho thấy, trong 8 tháng vừa qua, khu vực miền Bắc nước này đã bị tấn công bởi tổng cộng hơn 6.600 quả tên lửa. Số vũ khí này chủ yếu được bắn đi từ khu vực miền Nam Liban. Theo số liệu của cơ quan an ninh Israel Sinbet, trong 8 tháng đã qua của năm 2024, các nhóm vũ trang đối địch ở Liban và Syria đã bắn tổng cộng 6.611 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Trong đó tháng 8 vừa qua, ghi nhận số lượng tên lửa bắn vào Israel nhiều nhất với 1.307 quả, trung bình hơn 40 quả mỗi ngày và nhiều gấp 4 lần so với tháng 1. Các nguồn tin Israel dẫn báo cáo của Sinbad không nói rõ số tên lửa trên do bên nào phóng đi, song nhiều khả năng là do lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành. Cho đến nay, nhóm vũ trang lớn nhất Liban đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện hàng trăm đợt tập kích tên lửa vào Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Một ngày sau khi xung đột nổ ra giữa quân đội Israel và phong trào Hamas, đồng minh của Hezbollah trong trục kháng chiến. Bên cạnh đó, các nguồn tin cũng không đề cập đến cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn do Iran tiến hành vào Israel đêm 13 tháng 4 vừa qua. Sau khi Israel cho phép lực lượng phòng vệ Israel IDF tiếp tục hiện diện tại hành lang Philadelphia, tiến sĩ Ophir Winter, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel ngày 5 tháng 9 cho rằng Quyết định này của Tel Aviv đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Ai Cập. Chính phủ Ai Cập chỉ trích gay gắt động thái này, cáo buộc thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gây trở ngại cho các nỗ lực ngừng bắn và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Điều này phản ánh sự thất vọng của Ai Cập với vai trò trung gian hòa giải không thành công và sự quan trọng của hành lang Philadelphi đối với an ninh quốc gia. Hành lang Philadelphi, chạy dọc biên giới giữa Sinai và Gaza, đã trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược ổn định an ninh của Ai Cập trong thập kỷ qua việc mở rộng cửa khẩu rafah nằm trên hành lang này cho phép vận chuyển hàng hóa con người viện trợ nhân đạo và vật liệu xây dựng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi để các trang thiết bị quân sự được đưa vào gaza tăng cường sức mạnh cho các nhóm vũ trang ở đây cairo coi hành lang Philadelphia không chỉ là một tuyến đường biên giới mà còn là đòn bẩy kinh tế và chính trị quan trọng để duy trì kiểm soát và gây sức ép lên hamas do đó ai cập phản đối sự hiện diện của israel vì lo ngại tình trạng này có thể trở thành lâu dài làm suy yếu vai trò của ai cập và vi phạm các thỏa thuận rút quân đã được quy định trong thỏa thuận hòa bình giữa hai nước hơn nữa cairo muốn chính quyền palestine quay trở lại kiểm soát cửa khẩu rafah để duy trì tính hợp pháp và an ninh khu vực ai cập cũng lo ngại về nguy cơ xung đột vũ trang giữa idf và lực lượng an ninh ai cập cũng như áp lực từ dư luận trong nước khi bị coi là đồng lõa trong việc thay đổi biên giới gaza theo tiến sĩ winter để giải quyết khủng hoảng và thiết lập ổn định tại gaza Ai Cập và Israel cần vượt qua những toan tính chính trị và dân túy. Họ cần khai thác các cuộc đối thoại an ninh đã duy trì nhiều năm qua, khôi phục lòng tin và thúc đẩy lợi ích chiến lược chung nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và bền vững cho khu vực.